Hello, xin chào anh em. Mình là Nguyên, rất vui khi được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Use. Trong cái số DeFi Use lần này, mình muốn giới thiệu với anh em một cái DeFi Hub, đó chính là Crystal. Thì Crystal nó hữu ích và tiện lợi cho những anh em sử dụng DeFi như thế nào? Thì anh em hãy cùng mình trải nghiệm trong cái tập DeFi Use lần này ha. Đặc biệt thì Crystal họ cũng đang có nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn cho những anh em nào tham gia và trải nghiệm sản phẩm của Crystal. Thì cái cơ hội đó là gì thì anh em hãy đón xem đến cuối video ha. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Ok, thì đây là cái trang chủ của Crystal App. Anh em bấm vào Launch App để chúng ta cùng trải nghiệm sản phẩm của Crystal ha. Crystal Wallet thì hiện tại nó đang hỗ trợ ở trên ba cái chain là Ethereum, Binance Smart Chain và Polygon. Thì hiện tại cái phí gas ở trên Ethereum nó khá cao, cho nên là mình muốn sử dụng Polygon để có thể test được nhiều cái tính năng cho anh em hơn. Rồi anh em chọn Matic Polygon và kết nối ví như bình thường thôi. Rồi cái tab đầu tiên mà mình có thể nói là rất là ưng ý đó chính là cái tab Summary này. Tại vì sao? Tại vì cái tab Summary này nó giúp anh em quản lý được cái danh mục của mình rất là tiện lợi. Ở bên đây á, là những cái tài sản mà anh em đang có ở trong ví nè. Thì anh em từ từ anh em bỏ mặc kệ hai cái token là lạ ở dưới với cái số dư khủng khiếp dưới này ha. Thì cái này mình sẽ nói sâu vào cái ở trong phần sau. Rồi bên đây là một cái phần để theo dõi những cái DeFi app mà anh em đang tương tác. Ví dụ như ở đây anh em thấy là AVV2 nha. Thì mình đang bỏ AV và USCC để landing trên AVV2. Rồi, ok. Mình nói về hai cái token lạ lạ này ha. Thì thường anh em mà hay tương tác với các sản phẩm DeFi á, thì sẽ bị scammer họ thả những cái token lạ lạ như thế này. Thì anh em tuyệt đối không không tương tác gì với các cái token này, bởi vì họ có thể gài cái dòng code ngầm ở dưới. Và khi mà anh em cấp quyền á, thì khi mà anh em cấp quyền cho những cái token này á, thì nhiều khả năng là họ sẽ đánh cắp cái tài sản ở trong ví của anh em, thì tuyệt đối là không có đụng đến các cái token này. Mình thấy ở trong cái tab setting ở dưới này nè, nó có một cái mục là manage token. Thì hiện tại thì bên Crystal họ chưa hỗ trợ làm sao để ẩn những cái token này đi á. Thì đây mới là phiên bản beta thôi, cho nên là mình kỳ vọng là những cái phiên bản tiếp theo Crystal họ sẽ hỗ trợ cái tính năng ẩn các cái token lạ này đi, để thứ nhất là cho cái ví của mình nhìn nó gọn, thứ hai là mình đỡ bị khó chịu trong cái khâu trải nghiệm. Rồi, đó là cái tab đầu tiên, cái tab Summary. Chúng ta sẽ bắt đầu với những cái tính năng mà anh em có thể tương tác với ứng dụng của Crystal, như là Swap và Earn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tab Swap, giúp anh em có thể trao đổi các cái token ở trên không gian DeFi ha. Bây giờ vì là mình đang sử dụng blockchain của Matic Polygon, cho nên là anh em sẽ phải chuẩn bị một ít Matic trong ví để làm phí. Ở đây á, thì mình sẽ chọn là cái đồng USDC. Mình swap sang KNC. Ok, mình swap là 10 USD. Thì anh em có thể thấy á, ở đây nè, họ sẽ cho anh em thấy là một USDC sẽ đổi được bao nhiêu KNC. Anh em bấm cái nút mũi tên này để có thể điều chỉnh cái tỷ lệ, làm sao để mình theo dõi cái tỷ giá mình nắm bắt được nó dễ nhất. Rồi, ok, bên này thì nó sẽ, cái này là một cái tính năng mình thấy là rất là hay, đó chính là anh em có thể biết được là cái rate hiện tại nó đến từ cái nguồn nào. Ví dụ như cái rate hiện tại, cái tỷ giá hiện tại á, thì nó đến từ Kyber DMM. Anh em thấy nè, 1 USC đổi được 0.51 KNC. Nó sẽ mặc định cho anh em là cái rate nào tốt nhất ha, cái tỷ giá nào tốt nhất ha. Ví dụ như trên QuickSwap thì chỉ đổi được 0.19 thôi. Trên Kyber DMM thì anh em đổi được tới 0.51, thì nó sẽ tự mặc định là sẽ đổi cho anh em cái tỷ giá nào là tốt nhất. Rồi, Slippage và Gas thì anh em quá quen thuộc rồi.
Ok, ở đây là cái mức minimum receive ha, là cái mức tối thiểu mà anh em sẽ nhận được. Thì anh em check hết những cái thông tin này, rồi bấm approve, confirm, confirm, ok. Thì cái bước approve này là như mình nói hồi nãy đó, thì đối với những cái token là lạ và cái số dư mà nó khủng khiếp như phần đầu mình nói thì anh em không nên cấp quyền cho họ ha. Bởi vì họ gài cái dòng code nào ở dưới thì mình không thể check được. Thì với những cái token mà đã quen thuộc và đã được nhiều bên thông tin họ xử lý, họ họ verify cho mình rồi thì mình cứ an tâm mình approve thôi. Như USDC thì anh em approve thoải mái. Rồi bây giờ thì mình sẽ đang chờ cái giao dịch này được xác thực và mình có thể tiến hành swap. Ok. Tiếp đến chúng ta bấm done và sau khi approve xong rồi á thì anh em có thể swap. Confirm. Rồi. Hồi phí trên Matic thì nó cũng rẻ thôi ha. Thì chúng ta bấm xác nhận và thực hiện giao dịch. Chờ giao dịch của chúng ta được xác thực. Ok, thì chúng ta đã hoàn thành cái giao dịch và đây là cái thông báo chúng ta đã swap thành công USDC sang KNC. Rồi, bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ trải nghiệm cái tab Earn ha. Earn này là cái mục đích của nó là gì? Để anh em có thể hưởng được lãi suất từ những cái dòng vốn đang nhàn rỗi của mình. Thì anh em ví dụ như đang có USDC hay là USDT hay là kể cả Matic, Ethereum thì anh em có thể bấm vào đây. Thì mình đang có USDC thì mình sẽ bấm vào đây ha. Rồi, ví dụ như hiện tại mình sẽ bỏ 10 USDC vào đây. Supply trực tiếp với lại AVV2, AVV2. Thì cái tương tác này vô cùng lợi. Nó như kiểu là all in one luôn đó anh em. Mình không cần phải vào AV mà mình chỉ cần tương tác trực tiếp ở trên cái ứng dụng của Crystal luôn. Rồi supply ha. Rồi, chúng ta confirm. Ok, như vậy là chúng ta đã cung cấp 10 USDC với cái mức lãi suất lợi nhuận tính theo năm là 3,06. Rồi chúng ta back to earn. Rồi, đó là hai cái tính năng mà chính của Crystal hỗ trợ ha, đó là swap và earn. Thì tiếp đến chúng ta sẽ đến cái phần là những cái giải thưởng mà anh em có thể nhận được khi mà tương tác và trải nghiệm sản phẩm của Crystal App. Ok, bây giờ chúng ta đến với hai cái tab cuối cùng là Crystal Point và Campaign. Ở trên đây thì nó có một cái tab là Market. Thì nhiều anh em thắc mắc là tại sao mình không review cái tab Market. Bởi vì cá nhân mình thì cũng khá là ít check giá cũng như là những cái biến động daily của thị trường. Nhưng mà mình cũng sẽ nói sơ qua về cái tab này. Thì anh em nào quan tâm thì có thể theo dõi. Ở đây là những cái top gainer ha, top loser, những cái đồng coin tăng trưởng và giảm mạnh nhất. Ở đây là trending. Rồi thì nó là những cái bảng mà anh em có thể theo dõi những biến động hàng ngày của thị trường. Rồi mình trở lại với cái tab Crystal Point. Crystal Point là một cái điểm thưởng khi mà anh em giới thiệu được cho nhiều người sử dụng á, thì một phần phí giao dịch mà bạn bè của mình sử dụng thì sẽ được quy đổi thành Crystal Point. Crystal Point này sẽ được claim và anh em có thể nhận về theo Matic luôn. Rồi. Ở đây là những cái mã mà anh em có thể copy để gửi cho bạn bè, những cái mã giới thiệu để giúp mọi người có thể biết đến ứng dụng của Crystal ha. Rồi. Bây giờ chúng ta đến với tab Campaign. Campaign thì họ có rất nhiều các cái chiến dịch mà anh em có thể tham gia và nhận thưởng. Thì hiện tại Crystal họ đang có một cái chương trình đó là Trading Competition, Trading Campaign với những cái token rất là nổi tiếng của mạng Play to Earn, Axie, Mana, Sandbox, Alice. Thì anh em quá quen với những cái token trong mạng Play to Earn này rồi ha. Rồi thì ở đây
ở đây là còn 5 ngày nữa. Rồi, thì cái tab campaign này á, anh em có thể theo dõi thường xuyên để biết là họ đang tổ chức những cái chiến dịch gì. Một cái phần mà mình nghĩ là nhiều anh em có thể sẽ quan tâm, như mình nói ở ban đầu á, đó là những cái phần thưởng liên quan đến chương trình review sản phẩm của Crystal. Thì ở đây nè, chắc là anh em theo dõi suốt video đã thấy cái dòng này loáng thoáng ở đâu đó rồi. Thì Crystal họ đang có cái chương trình là tặng thưởng cho những ai thực hiện những cái video mà để review về sản phẩm á. Thì ok nhá, anh em bấm vào đây nè, detail nè. Bên cạnh cái chương trình về trading thì anh em có thể tham gia những cái chương trình như là quay lại cái video review sản phẩm của Crystal thôi. Rồi, đây là những cái thông tin liên quan đến cái video contest của Crystal. Thì thời hạn là đến ngày 14 tháng 9. Anh em có thể quay và review các cái tính năng của Crystal. Thông tin về cái cuộc thi này thì chắc là mình sẽ để ở dưới phần description cho anh em nào quan tâm ha. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã cùng đi qua những cái tính năng của Crystal App. Thì hy vọng là cái video lần này sẽ giúp anh em phần nào đó nắm sơ qua về được cái cấu trúc cũng như là những cái tính năng nổi bật của Crystal. Thì hẹn gặp lại anh em trong một cái video liên quan đến review sản phẩm DeFi ha. Ok, nếu như mà anh em thấy video lần này hữu ích thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Coin68 ha. Hẹn gặp lại anh em trong một số mới của DeFi News.